Chào các bạn, hôm nay Plot 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn gửi yêu cầu gia nhập nhóm ở trên Facebook của bạn bằng phần mềm Plot. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, đăng nhập vào trong phần mềm để có thể sử dụng các chức năng ở trong Plot. Có hai cách để bạn có thể đăng nhập. Cách đầu tiên đó là bạn nhập email, số điện thoại và mật khẩu giống như đăng nhập trên Facebook thông thường. Cách thứ hai là bạn có thể login bằng cookie giúp hạn chế tình trạng bị trích spoil ở trên Facebook của mình. Nếu bạn nào chưa biết cách login bằng cookie, bạn có thể click vào dòng chữ màu đỏ hướng dẫn login bằng cookie tránh trích spoil ở phía dưới mục login thì bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết để login bằng cookie giúp hạn chế tình trạng trích spoil ở trên Facebook. Bây giờ thì mình sẽ login bằng cookie vào trong Plot. Sau khi đã login thành công, các bạn vào tab Join nhóm, click vào chọn mục gửi yêu cầu gia nhập nhóm. Trong mục này thì bạn sẽ gửi cái yêu cầu gia nhập các nhóm Facebook mà các bạn muốn dựa trên các điều kiện mà các bạn đã đặt ra. Đầu tiên, các bạn có thể tìm các nhóm mà mình muốn gia nhập bằng cách nhập từ khóa mà các bạn muốn tìm kiếm vào trong ô từ khóa. Ví dụ như mình muốn tìm những nhóm có chứa từ khóa là bán hàng. Mình sẽ nhập từ khóa bán hàng vào trong ô từ khóa, nhấn tìm nhanh hoặc là tìm cộng thành viên để tìm ra những nhóm có chứa từ khóa là bán hàng. Ở phía dưới đây chính là danh sách của những nhóm có chứa từ khóa là bán hàng. Các bạn có thể click vào mục quét thông tin nhóm để quét ra thông tin của những nhóm mà các bạn vừa tìm được. Nó sẽ hiện ra trạng thái của nhóm là nhóm đóng hay là nhóm mở, số lượng thành viên là bao nhiêu, hay là vị trí. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tìm kiếm các nhóm này dựa trên các đề xuất về thể loại nhóm, ví dụ là bạn bè phim ảnh truyền hình hay là mua bán. Các bạn tích chọn bất kỳ, nhấn tìm theo thể loại để tìm ra những nhóm có chứa thể loại này. Đây chính là những nhóm thuộc thể loại phim ảnh và truyền hình mà mình đã tìm được. Các bạn cũng có thể lưu lại những thông tin nhóm này ra ngoài file bằng cách click vào mục lưu ra CSV, nhập tên và lưu file này ra ngoài máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin này cho những chức năng khác ở trong Plot. Ngoài ra thì một cách nữa để bạn có thể tìm các nhóm mà bạn muốn gia nhập bằng cách nhập tag hoặc là vị trí mà các bạn muốn tìm kiếm các nhóm vào trong ngô trống. Một cách khác để bạn có thể tìm các nhóm mà bạn muốn gia nhập bằng cách bạn nhập tag hay là vị trí mà các bạn muốn tìm kiếm các nhóm này vào trong ngô trống tag và vị trí. Ví dụ, mình muốn tìm những nhóm có vị trí là Hà Nội. Nó sẽ hiện ra một danh sách ở bên dưới những ID có địa chỉ ở Hà Nội. Các bạn có thể tích chọn bất kỳ, nhấn tìm theo tag và vị trí để có thể tìm ra những nhóm này. Nếu các bạn đã có sẵn một file chứa danh sách các nhóm này thì các bạn có thể mở danh sách ID từ file và tải danh sách ID của file nhóm lên trên Plot. Bây giờ thì các bạn sẽ đi lựa chọn các điều kiện để có thể gia nhập các nhóm này. Ví dụ, bạn có thể gia nhập những nhóm có địa chỉ là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài. Các bạn lựa chọn điều kiện mà các bạn muốn. Hoặc các bạn có thể tích chọn gia nhập những nhóm có địa chỉ ở đâu, ví dụ ở Hà Nội, mình nhập địa chỉ ở Hà Nội đây. Hoặc bạn có thể tích chọn không gia nhập những nhóm mà phải duyệt bài khi đăng bài, hoặc là không gia nhập những nhóm công khai và bán hàng, hay là gia nhập những nhóm có số lượng thành viên lớn hơn bao nhiêu. Ví dụ mình để là 5.000 thì phần mềm sẽ quét ra những nhóm có số lượng thành viên lớn hơn 5.000 để mình có thể tham gia. Tích chọn gia nhập những nhóm mở, đóng hay nhóm bí mật. Gia nhập từ nhóm thứ bao nhiêu đến nhóm thứ bao nhiêu. Và các bạn chú ý là các bạn chỉ nên join vào 50 nhóm trong một ngày cho một nick Facebook để tránh tình trạng bị trích spoil hay là bị hạn chế trên Facebook của mình. Và đối với một số nhóm thì nó sẽ yêu cầu trả lời các câu hỏi của admin thì các bạn có thể nhập câu trả lời đó vào trong ô trống trả lời câu hỏi. Thời gian delay cho mỗi lần join các bạn nên để từ 60 đến 240 giây. Thời gian càng lớn thì sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng bị trích spoil ở trên Facebook của mình. Mình sẽ để là 60 giây. Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn click bắt đầu để có thể bắt đầu check
và gia nhập những nhóm dựa trên các điều kiện mà bạn đã đặt ra. Trạng thái sẽ thực hiện vào trong mục trạng thái của các nhóm mà mình đã tìm ra đang gửi yêu cầu gia nhập. Đã gửi yêu cầu thành công. Các bạn có thể kích chọn để vào các nhóm này kiểm tra lại thông tin mà mình đã xin gia nhập các nhóm. Đây chính là nhóm mà mình đã xin gia nhập. Trạng thái là đang chờ phê duyệt. Nếu các bạn muốn kết thúc quá trình xin gia nhập nhóm này, các bạn click vào ô kết thúc để kết thúc quá trình gửi yêu cầu gia nhập nhóm.